tác giả Về đây nghe em, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã qua đời. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc vừa qua đời lúc 17:40 ngày 7 tháng 6 tại Tư Gia, Bà Rịa, Vũng Tàu, thọ 71 tuổi. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã điều trị ung thư khoảng 6 năm nay. Sau lần phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, ông mắc thêm ung thư phổi. Con trai ông cho biết, gần đây ông khó thở, ho nhiều. Những ngày cuối đời, căn bệnh ung thư di căn khiến một bên mắt của ông bị hỏng. Phía bệnh viện dự định hóa trị nhưng vì gia đình không có điều kiện nên không thể tiếp tục. Cá nhân nhạc sĩ Trần Quang Lộc cũng mong muốn được trở về nhà, ra đi trong vòng tay của gia đình và ngôi nhà thân thuộc. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1949 tại Quảng Trị. Đến nay, ông có khoảng 600 ca khúc. Tuyển tập đầu tiên của ông là Hát trong dòng sông xưa, được xuất bản năm 1970. Ông nổi tiếng qua các ca khúc Về đây nghe em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội, Chợt nghe em hát. Ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội được ông phổ nhạc vào năm 1972 từ thơ của cố thi sĩ Tô Như Châu. Còn bài Về đây nghe em được viết từ năm 1969 và một năm 1970 được phổ từ thơ của A Khuê. Dù hôm nay ông đã trở về cát bụi, nhưng những bài hát, những câu nhạc của ông sẽ ở lại mãi với thế gian này.